Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tô con Phật nhé. Tô, đây là con gì nhỉ? Mình chả biết nó là con gì nhưng mình đoán nó là con tôm các bạn ạ. Con tôm này thì hình thù là rất là kỳ dị, thì mình sẽ cho những cái màu kỳ dị nhé. Thì đầu tiên là cái mặt của nó nhé, mình sẽ quyết định là sẽ cho màu đỏ. Mặt thì sẽ cho màu đỏ các bạn nhé, tôm đỏ. Đó, mặt tôm rất to các bạn ạ, rất khá là tốn màu. Dùng màu sáp này tôi không sợ, cực kỳ thoải mái. To bằng nữa thì vẫn thoải mái màu. Đó, mình đã hoàn thành được khoảng một nửa cái khuôn mặt của chú tôm này rồi. Biết đây là tôm hùm hay tôm hố đây. Chú tôm này hình như là không có mắt các bạn ạ. Còn não thì không có mắt, mình chả biết não nó ở đâu. Tôm càng màu đỏ, tôm càng đỏ không phải tôm càng xanh. Tôi phải con tôm hùm các bạn. Đó, đây là màu đỏ nhá. Mình sẽ tô màu khác được, một chút mình sẽ đi thấy màu khác với tôm. Rồi, tiếp theo mình sẽ tô cái màu xanh các bạn nhé. Càng cua thì là màu xanh đi. Càng này màu xanh luôn nhé. Càng này màu xanh các bạn ạ. Đó, mình sẽ xong hai cái càng màu xanh rồi. Tiếp theo để tăng cái màu sắc cho của mình sẽ lựa chọn đây sẽ là màu này, màu gì nhỉ, chả biết nó gọi là màu gì nữa. Tím ánh xanh, hơi chút tím, hơi chút xanh, tìm cho là cái cho cái phần tiếp theo. Màu tím cho những cái phần tiếp theo. Rồi màu tiếp theo mình sẽ lựa chọn màu hồng từ bên cạnh cái màu vừa xong nhé, tạo cái sự nổi bật. Đó, thế mình thấy là cái sự nổi bật khi màu nóng một màu lạnh nó cạnh nhau rồi.
tôm ngũ sắc, tôm đa sắc màu, ngũ sắc thì là tứ sắc rồi. Màu tiếp theo mình lựa chọn nó sẽ là màu xanh lá, xanh da trời đi. Xanh da trời này, xanh da trời là một màu rất là đẹp. Xanh da trời này. Tiếp theo là mình sẽ tô thêm màu vàng các bạn nhé. Đó, thêm màu vàng. Tiếp theo đây là màu tím này. Đấy, con tôm này là rất nhiều màu sắc các bạn ạ. Màu tôm hấp này rất nhiều màu sắc. Tiếp theo là mình sẽ cho màu cam này. Thì mỗi đốt tôm sẽ một màu rất là nổi bật. Còn cái cánh này giống màu hoa thì mình lại tiếp tục cho màu đỏ nhé. Đỏ rất là nổi bật. Màu đỏ rất nổi các bạn ạ. Bạn nên sử dụng màu đỏ khá thường xuyên. Mình thì rất thích màu đỏ. Tôm màu đỏ nghe giọng này tôm chín rồi. Tôm hấp lên rồi hay sao ấy. Cái chân là cái chân thì mình sẽ cho màu nâu các bạn nhé. Cái càng cái màu gì nhỉ? Cái càng này sẽ vẫn thuộc màu xanh các bạn nhé. Mình cũng sẽ để nó màu xanh tiếp theo. Đó, màu xanh càng rất đẹp. Cái càng bên này màu gì nhỉ? Xanh tiếp đi. Một càng màu xanh thôi. Rồi hai ngày cùng màu nhá, mình sẽ cho nó màu xanh da trời. Tôm càng xanh nghe cũng rất thuận tai các bạn ạ. Tôm hùm hay là tôm nõn hay tôm gì như đây là tôm càng xanh. Tôm càng xanh, đúng chưa? Thế xanh con tôm của mình nó có nổi không? Rất nhiều màu đã được trang trí trên cái con tôm này. Rất là đẹp và rất là nổi. Rất nổi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.